Thưa quý vị và các bạn, sau 4 tuần diễn ra, tối qua ngày 21 tháng 12, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 33 đã bế mạc và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Với 5 tác phẩm đạt giải, trong đó có 2 giải vàng, 2 giải bạc và 1 bằng khen. Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An là một trong 3 đài có số lượng tác phẩm đạt giải cao nhất, cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh. Các tác phẩm đạt giải thuộc các thể loại chương trình tiếng dân tộc thiểu số, chương trình chuyên đề khoa giáo, phóng sự, chương trình thiếu nhi và thể loại phim tài liệu. Sau đây chúng tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm đạt giải vàng ở thể loại chuyên đề khoa giáo có tên gọi Chim trời về đâu. Mời quý vị và các bạn cùng xem. Nếu ai đó nhắc đến cụm từ tự do như cánh chim trời, thì khi được chứng kiến những hình ảnh này, chắc hẳn phải suy nghĩ lại. Câu chuyện săn bắt bắn chim trời là câu chuyện biết rồi khổ lắm. Chỉ biết rằng họ hàng nhà chim đang phải đối mặt trước sự tàn sát của con người đến nguy cơ mất giống, mất nòi. Nghệ An là tỉnh có bờ biển dài, lõm sâu vào đất liền, với nhiều cửa lạch. Rừng và đất rừng chiếm 83% diện tích cả tỉnh. Ba khu bảo tồn thiên nhiên, Pù Mát, Pù Huống và Pù Hoạt, là nơi cư trú của gần 350 loài chim thuộc 49 họ và 15 bộ. Hệ thống đồi núi kéo dài từ miền Tây Nghệ An xuống tận bờ biển cũng là địa bàn lý tưởng cho hàng chục loài chim di trú dừng chân nghỉ ngơi. Tuy nhiên, những năm gần đây, không chỉ ở những miền quê đồng bằng, mà tận các bản làng xa xôi, thậm chí đến cả chốn thâm sơn cùng cốc, tiếng chim cũng ngày một vơi dần. Người ta gọi chim trời là lộc trời cho. Vừa là của trời cho, vừa là trò chơi, thì ít ai từ chối được. Bởi vậy, người ta đi bẫy chim trời để được thưởng thức lộc trời. Cũng có người còn công khai lộc trời bất tận hưởng, nên họ đi săn bắn chim trời vì mục đích kiếm tiền. Một bộ phận không nhỏ thường tổ chức những buổi đi săn. Le le, vịt trời là món ưa thích của nhóm săn bằng súng săn. Cho dù đang bơi trên đầm nước, đang bay trên không trung, thậm chí đang bơi giữa hồ nước rộng mênh mông, chúng vẫn bị bắn hạ bởi những khẩu súng săn bắn đạn hoa cải. Với những tay súng hơi thì tất cả các loài chim đều là mục tiêu của họ. Món khoái khẩu nhất vẫn là chim cu đất hoặc chim ngói. Thật hiếm mới thấy đàn chim cò nhạn mấy trăm con bay về yên thành trú ngụ ở bờ cây quanh ngôi đền thiêng. Các tay súng trên địa bàn phát hiện, họ rủ nhau đi săn. Sau mỗi ngày, đàn chim vơi dần, và một tuần sau, đàn cò nhạn biến mất. Vào dịp mùa thu, nhất là tiết bạch lộ, chim di trú kéo về nhiều. Đây cũng là lúc đội quân chuyên bẫy chim trời ở Nghệ An và có thể là nhiều tỉnh trong cả nước. Người dân lại đổ xô đi bẫy chim trời. Họ cắm nhựa, răng lưới bủa vây khắp nơi như thiên la địa võng. Họ dùng mọi thủ đoạn
để bắt được chim. Và cái cách săn bắn chim trời ngày càng tinh vi và mang tính hủy diệt nhiều hơn. Những năm gần đây, thông tin thịt và tiết chim sẻ có tác dụng chữa suy nhược cơ thể. Vậy nên ở các vùng quê Nghệ An, nhất là các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, rộ lên cơn sốt săn chim sẻ. Với đội quân hàng trăm người, họ đi khắp nơi, ra Thanh Hóa, vào Hà Tĩnh, Quảng Bình để bẫy chim. Chỉ với bộ dụng cụ đơn giản là có thể đi săn chim sẻ. Một lần ốp lưới được khoảng 5 đến 10 con, nhưng cũng có khi hốt trọn bầy chim 40 đến 50 con. Gần đây, dân săn chim sẻ lại phổ biến cho nhau chiêu săn chim mới, tàn độc hơn việc bắt chim bằng lưới. Chim sẻ bẫy được là có người đến mua hết, đắt mấy cũng mua vì tin đồn chim sẻ là thần dược, tiết chim sẻ quý hơn tiết hổ. Chim thịt phần lớn được cung cấp cho các nhà hàng đặc sản, còn lại được bày bán ở khắp các chợ trong tỉnh. Tiếng khóc não lòng của chim trước khi được khóa kiếp không mảy may làm động lòng thương xót của con người. Điều đáng nói là cảnh buôn bán làm thịt chim trời không chỉ ở trong các chợ mà còn được diễn ra ngang nhiên tại bất cứ nơi đâu mà người bán chim cho là thuận lợi. Nhưng các cơ quan chức năng vẫn xem đây là hoạt động buôn bán bình thường. Việt Nam đã tham gia công ước về buôn bán quốc tế các loại động thực vật hoang dã nguy cấp. Chính phủ, các bộ ngành liên quan và tỉnh Nghệ An cũng ban hành nhiều văn bản nhằm ngăn chặn việc săn bắn và buôn bán các loại chim thú ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, với mức độ quản lý còn quá lỏng lẻo như nhiều năm qua, nạn săn bắn, buôn bán, vận chuyển chim trời đang gia tăng. Sau những năm tháng bị săn bắt triệt để, những cánh chim trời ngày càng vợi hẳn. Ở cửa sông này, ngày xưa từng là nơi trú ngụ của chim chóc. Nhưng giờ đây, hiếm lắm mới nhìn thấy một con cò cô lẻ. Và đây nữa, một rặng cây ven đập nước từng là nơi cho đàn cò hàng ngàn con chiều về trao lượn, tạo nên bức tranh thủy mặc đẹp đến mê hồn. Nhưng nay, chim cò chỉ về lưa thưa vài bóng. Ở cái đồi này là cái đàn cò có cách đây gần 20 năm. Trước đây thì cò về nó trụ ngủ rất đông. Cái cảnh là sớm mai và buổi chiều là rất đẹp. Nhiều du khách đi qua đây là đã dừng chân ngắm đàn cò. Và thậm chí cái hình ảnh đàn cò này là đã được lên trong cái hình ảnh dự báo thời tiết một số đài. Nhưng một thời gian gần đây thì đàn cò giảm dần và ít về trụ ngủ. Và đặc biệt vài ba năm gần đây là nó không về nữa. Thì đấy là một cái mà cũng rất tiếc cho địa phương, bởi vì cái nhận thức của một số nhân dân chưa tốt cho nên là không giữ được cái hình ảnh này để làm một cái truyền thống hoặc là cái là về môi trường chung cho địa phương. Cuộc săn bắt chim trời ở Nghệ An là hết sức tàn khốc.
nhưng ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh, nhiều gia đình có những biện pháp tích cực để bảo vệ đàn chim trời và đã trở thành mái ấm thân thiết cho các loài chim. Ở nhiều miền quê Nghệ An, những cánh cỏ trắng vẫn thản nhiên tìm mồi cùng với đàn trâu đang ung dung gặm cỏ nơi cánh đồng gần cho đến đồng xa. Với tình yêu và sự chăm sóc của những người dân nơi thôn quê, đàn cò về ngày một đông hơn. Hàng trăm con cò đến sát người dân đang cày ruộng hoặc đi ăn ngay những thửa ruộng ven làng. Mỗi đêm đông, thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến ở xã Cát Văn, Thanh Chương đều quan tâm đến những đàn chim sẻ đồng bay về trú ngụ trên cây mận trước sân nhà. Ngoài việc bảo vệ không cho bất kỳ ai vào săn bắn chim, các thành viên trong gia đình ai cũng quan tâm lo lắng số đàn chim nhỏ bay về liệu có đủ đầy. Được bảo vệ chu đáo, số lượng chim bay về ngày một nhiều hơn. Mỗi buổi hoàng hôn khi đàn chim trở về hay buổi bình minh lên khi đàn chim thức giấc chuẩn bị cho một ngày bay đi kiếm ăn, cả nhà dừng tất cả công việc để thưởng thức dàn hợp sướng chim sẻ đồng. Gia đình anh Vũ Văn Ngân ở xã Lý Thành, huyện Yên Thành, một gia đình có thâm niên chăm lo cho đàn chim trong vườn nhà suốt 50 năm có lẻ. Năm 1962, ông nội của Ngân đến khu đất này lập vườn. Chim chóc ở đây đã nhiều, ông liền trồng cây để thêm nơi chim đậu. Đến đời cha anh, vốn là cán bộ lâm nghiệp, ông mang tre mét về trồng để chim có nơi làm tổ. Đến anh là thế hệ thứ ba phải vật lộn với thiên nhiên, đấu tranh không khoan nhượng với chính những người thân và những kẻ đi săn để bảo vệ và giữ gìn vườn chim. Hồi ông về đấy, ông khai thác cái vùng vườn này thì cùng ông trồng cây chè không, thì đến bộ nhèm thì nó trồng thêm, gây dựng thêm để cho nó tạo cái đồi rầm cho cây để cho con về nó sinh sản nó ở. Cách sau này ông mất, đến khi bố em mất thì vợ chồng em tìm cả cái giống cây tràm, kéo, sưa cừ, đủ các loài cây để trồng, tạo thêm thành một cái đôi rầm cho các đoàn chim về nó sinh sản, nó đẻ đấy. Về cái mùa co về là cái sinh sản nó từ tháng 3 đến tháng 6. Cái mùa co bắt đầu thì có một mùa là cả sạo này, chim bẹo này, rồi là tục mau. Bịt nó về nó tụ ẩn ngủ cả cái vườn của em đấy, vườn của em nó rầm, hai người sánh bánh chúng ấy. Ngày như bên mùa rẹt này có những đàn có trắng nó về nó tụ ẩn nó đợi ở đấy rất là đông, rất là vui. Vợ cho mẹ em là vun đắp lên thêm, trồng cây thêm này, để chấm cái bầy con này nó sinh sản nhiều từng nào thì đẹp từng đấy. Có một khu vườn độc đáo nằm cạnh khu dân cư xóm Thuận Yên, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, là nơi cư ngụ của hàng nghìn chim cò. Người giữ chân đàn cò ở lại là anh Nguyễn Danh Hiền, một người yêu thiên nhiên, đã biến nơi hoang sơ trở thành một khu vườn tràn đầy sức sống. Nơi đây, với cách đối nhân xử thế của anh, khiến cho những kẻ săn chim không dám bắn giết hoặc làm kinh động đến đàn chim trời. Ở những nơi môi trường sống luôn được đảm bảo, cùng với sự bảo vệ cẩn trọng của bà con trong vùng, những cánh cò về ngày một nhiều hơn. Chúng tìm thấy sự bình yên, thanh thản sau một ngày mải miết kiếm ăn xa. Sự hiện diện của những đàn chim nơi gần khu dân cư đông đúc, mà ở đó lại hiện diện những sự sống đang sinh sôi nảy nở, mang lại vẻ đẹp yên bình như nơi thiên nhiên hoang dã.
cũng như vườn chim gia đình bà Tuyến ở huyện Thanh Chương, gia đình anh Ngân ở huyện Yên Thành và gia đình anh Hiền, huyện Tân Kỳ, trên địa bàn cả tỉnh vẫn có những vườn chim được bảo vệ cẩn thận. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Số người bảo vệ chim trời vẫn quá ít, và trên đường đi kiếm ăn, chim trời gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Con người đang sống và tác động quá mạnh mẽ vào tự nhiên, đang hủy hoại thiên nhiên và làm nguy hại đến chính mình.